Hello, Ngọc Sương xin kính chào tất cả các cô chú và anh chị đang xem và theo dõi kênh ha. Thì hôm nay cũng là gần cuối năm rồi, bên em có về thêm một số con điện thoại cũ giá tầm trung. Thì hôm nay em cũng muốn thanh lý hết để cho em thu hồi vốn nha anh chị. Thì anh chị cô chú nào mà nhà mình có cần mua điện thoại cũ để xài thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nha. Thì bên em là chuyên bán điện thoại cũ tại nhà, địa chỉ là ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên ha. Thì mình có ship code toàn quốc nha anh chị. Thì thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy theo khu vực ha. Thì anh chị mua hàng bên em ấy thì sẽ được bao test bao xài trong vòng 7 ngày. Về bảo hành về phần mềm thì bên em sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng nha. Rồi anh chị được kiểm tra hàng trước với thanh toán nha anh chị. Mình có quyền mở máy ra test máy xem kiểm tra ok thì mình nhận hàng, mà cảm thấy không hài lòng thì có quyền từ chối nhận hàng ha. Rồi em cũng nói trước rồi nha anh chị. Rồi thì hôm nay em thanh lý tất cả các dòng điện thoại như là Oppo này, Samsung này, Realme. Thì anh chị nào mà mình cảm thấy con nào mà mình ưng ý hài lòng á thì nhanh tay gọi điện cho em 0879182796 ha. Thì số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Rồi thì đầu like em cũng xin giới thiệu luôn ha. Cái con đầu tiên là cái dòng Realme nha anh chị. Đây, đây là Realme Sơ 2 ha, màu xanh dương. Thì con này hình thức của nó còn khá là đẹp nha anh chị. Còn khá là đẹp nha. Màn hình của nó thì 6.1 inch. Đây. Màn hình thì không ám ố gì hết nha anh chị, rất là đẹp luôn. RAM 2 bộ nhớ 16GB này. Con này nó phiên bản Android là 9 chấm nha anh chị. Và pin của nó thì cũng 4.000 nha. 4.000 nói chung thì cũng cũng khá ok rồi nha anh chị. Rồi anh chị mua con này về xài Zalo, Facebook, TikTok này nọ, nói chung thì các ứng dụng thì ok hết nha. Mình xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Rồi cam kiết của nó này ha. Rồi đây nha anh chị. Rồi giá của Realme Sơ 2 hôm nay em sẽ thanh lý lại còn chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh chị. Giá 1,5 triệu tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị luôn ha. Giá chỉ có 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo là em có con Samsung J3 Pro nha anh chị. Samsung J3 Pro màu đen ha. Thì con này hình thức của nó còn khoảng 97-98% nha anh chị. Nói chung vẫn còn ok nha. Đây hợp với lỡ mấy chú, mấy cô mua về xài làm mấy phụ này nọ thì ok hơn nha. Con này thì RAM 2 bộ nhớ 16GB. Màn hình của nó thì 5.5 nha anh chị. Mình xài hai sim, hỗ trợ sim 4G ha. Rồi âm lượng này nọ ok hết nha anh chị. Rồi mấy cái con này mình xài thì rất là chất lượng ha. Đây J3 Pro cam kiết này nha anh chị. Rồi em sẽ đỡ giá lại cho anh chị là giá 1,1 triệu thôi ha. Giá 1,1 triệu tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị ha. Giá 1,1 triệu thôi ạ. Rồi tiếp theo là em còn hai con Oppo Neo 9 nha anh chị. Đây Oppo Neo 9. Một con thì màu hồng ha, một con thì màu vàng gold. Thì hai con này thì màn hình của nó cũng là 5 chấm nha anh chị, màn hình 5 chấm luôn nha. Mình xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Thì mấy con này cũng là RAM 2 bộ nhớ là 16GB nha. Anh chị mua về xài Zalo, TikTok, YouTube này nọ thì ok nha. Đây. Ngoại hình còn khá là đẹp. Cam kiết của nó này nha anh chị. Rồi cam trước cam sau gì ok hết nha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G. Rồi em sẽ sale còn lại là giá 850 ngàn một con nha anh chị. Giá 850 một con, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Giá chỉ có 850 thôi nha anh chị. Tặng kèm cục sạc. Rồi tiếp theo là em có con Oppo F5 nha anh chị. Oppo F5 màu đen. Thì con này này ngoại hình của nó có trầy xước ha. Quả sau này có trầy xước nha.
Con này nó hết pin nha anh chị, cho nên em giới thiệu tổng quan thôi ha. Thì con này cấu hình là RAM 3, bộ nhớ là 32GB, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G. Nói chung thì mọi chức năng đều ok hết, chỉ có điều là cái vỏ ngoại hình của nó hơi xấu thôi nha anh chị. Thì anh chị mua về xài làm máy phụ, Zalo, Facebook hay là cho bé học online gì vẫn ok nha, vân tay còn đầy đủ. Con này thì 3.000, pin 3.200 nha anh chị. Rồi em sẽ đỡ giá lại cho anh chị con này với giá là 1.350.000 ha. Giá 1.350.000 tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị ha. Giá chỉ có 1.350.000 thôi nha anh chị. Rồi tiếp theo là con Oppo F1S màu hồng nha. Đây, ngoại hình con này còn rất là đẹp luôn á. Đây. Sao còn miếng dán này nha anh chị. Anh chị mua về thì cứ gỡ ra mà xài ha, không có trầy xước gì hết nha anh chị. Màn hình của nó thì 5.5 inch, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha. Đây, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn ha, không ám mối gì hết nha anh chị. Màu hồng, màu hồng nhạt nha. Thì vân tay còn đầy đủ nè. Oppo F1S nha anh chị. Thì con này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Này, cam kết của nó đây nha anh chị ha. Đây nha. Rồi, giá của con Oppo F1S thì em sẽ thanh lý lại cho anh chị là giá 1.400.000 nha. Giá 1.400.000 tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi, tiếp theo là một con dòng Vivo nha anh chị. Đây là Vivo V9 ha. Vivo V9 này thì con này màn hình của nó thì 6.2 inch, màn hình tay thỏ nha anh chị, màn hình tay thỏ đây nha. Đây, không ám mố gì hết, nói chung thì màn hình còn rất là đẹp luôn. Mặt sau thì có trầy xước nha anh chị. Đây, mặt sau có trầy xước nha. Rồi cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Mấy con này mình mua về xài cho game Liên Quân này nọ thì cũng ok nha. Zalo, Facebook, TikTok này nọ thì ok hết. Rồi. Mình xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Cam kết ok này. Đây ha. Rồi giá của con Vivo V9 này thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 1.700.000 nha. Giá 1.700.000 nè, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Giá thanh lý chỉ có 1.700.000 thôi nha anh chị. Rồi tiếp theo là con Huawei ha. Đây là Huawei Nova 2i nha anh chị, màu xanh dương. Thì hình thức con này còn rất là đẹp ken luôn nha anh chị. Đây ha. Màn hình là 6, màn hình là 6 chấm nha. Thì con này cấu hình của nó thì RAM RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Đây, màn hình hiển thị thì rất là đẹp luôn. Giới thiệu điện thoại nha. Đây, Nova 2i ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Thì con này á, nó chạy chip Kirin là 659 nha anh chị. Phiên bản là Android là 8 chấm nha. Rồi mua mấy con này về xài chơi game Liên Quân này nọ thì cũng rất là mượt mà nha anh chị. Đây ha, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G, vân tay còn đầy đủ nè. Pin trâu luôn ha. Rồi giá con này em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1.500.000, 1.500.000 50.000 nha. 1.500.000 50.000, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị ha. Giá 1.500.000 50.000. Rồi tiếp theo là con Vivo Y91C nha anh chị. Rồi Vivo Y91C nha. Thì con này màn hình của nó thì 6.2 inch ha. Màn hình giọt nước nè, hiển thị cũng rõ ràng trắng ha anh chị. Rồi phần giới thiệu nè. Vivo 1820 hay còn gọi là Vivo Y91C ha. Thì con này phiên bản Android là 8.1 nha anh chị. RAM 2, bộ nhớ 32GB, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G. Pin con này thì 4.000 nha. Đây, cam trước cam sau gì ok hết nha anh chị. Đây ha. Rồi, cái mặt sau của nó có hơi nhăm trầy ha. Rồi giá con Vivo Y91C thì em sẽ thanh lý lại cho anh chị là giá 1.400.000 nha. Giá 1.400.000 tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc luôn ha. Giá chỉ có 1.400.000 thôi nha. Rồi tiếp theo là con Samsung nha anh chị. Đây là Samsung A10 nè. Samsung A10 nha. Màn hình của nó thì 6.2 inch luôn. Đây, màn hình hiển thị đẹp nha.
Rồi Samsung Galaxy A10 nha anh chị. Rồi RAM 2 bộ nhớ 32GB, con này thì pin 3400 nha. Mình xài hai sim hỗ trợ sim 4G. Nói chung thì ngoại hình còn rất là đẹp ha. Cam kiếp của nó nha anh chị. Hắn camera. Bật đỡ chế độ gì rồi. Rồi thì con này em sẽ đỡ giá lại cho anh chị là giá 1.550.000 nha. Samsung A10 giá 1.550.000, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc luôn ha. Giá 1.550.000 nha. Rồi tiếp theo là em có con Samsung J7 Pro nha anh chị. Đây Samsung J7 Pro. Thì con này ngoại hình của nó còn tương đối đẹp nha, màu đen. Rồi, con này thì cấu hình của nó RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Pin thì 3600 nha. Mình xài hai sim 26 hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Chơi game guốc này nọ ok nha, con này mình chơi game Liên Quân được nè. Màn hình là 5.5 inch. Cảm ứng là nhạy ha. Rồi để test cái máy ảnh nha. Rồi máy ảnh như thế này nha anh chị, đẹp ha. Rồi giá của Samsung J7 Pro thì em sẽ thanh lý lại cho anh chị là giá 1.550.000 nha anh chị. Giá 1.550.000 thôi ha. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị ha. Giá chỉ có 1.550.000 nha. Rồi tiếp theo là Samsung J4 cộng nha anh chị. Samsung J4 cộng hay còn gọi là Samsung J4 Plus ha. Đây thì con này ngoại hình của nó cũng còn khoảng 96-97% á. Màn hình của nó thì 6.1 inch nha anh chị. Xài hai sim 26 hỗ trợ sim 4G nha. Đây cam kết của nó nha anh chị. Đây ha. Pin con này thì 3300. Cảm ứng nhạy nha. Rồi giá của con Samsung J4 thì em sẽ thanh lý lại cho anh chị là giá 1.400.000 nha. Giá 1.400.000 tặng kèm cho anh chị một bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là em còn con Hono 10 Lite nha anh chị. Hono 10 Lite ở trên màu bạc thì ở dưới màu xanh dương nha. Thì con này mặt sau của nó này có hơi có trầy xước nha anh chị. Có trầy xước nói chung cũng nhiều á. Rồi mặt trước thì ok nha. Mặt trước thì không có trầy gì hết. Con này thì màn hình của nó thì 6.2. Đây màn hình hiển thị đẹp ha. Thì con này cấu hình là RAM 3 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Hono 10 Lite này thì con này phiên bản Android là 10 chấm nha. Nó chạy chip Tizen là 710, RAM 3 bộ nhớ 64GB. Thì con này là pin của nó là 3400 nha anh chị. Rồi, giá của nó em sẽ thanh lý lại cho anh chị là giá 1.800.000 nha. Hono 10 Lite giá 1.800.000 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Rồi, tiếp theo là con Huawei Y9 2019 nha anh chị. Huawei Y9 2019. Thì con này ngoại hình của nó mặt sau này có nhâm trầy nha. Mặt sau có nhâm trầy. Ở phía góc quyền này có xước một miếng như thế này nha anh chị. Đây ha. Có bị mẻ một miếng như thế này. Nói chung thì anh chị mua con này thì em sẽ tặng một cái ốp lưng xài cho nó đẹp mắt hơn ha. Rồi con này cấu hình của nó thì RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Màn hình của nó thì nói chung là cũng hơi hơi hồng xíu nha anh chị. Đây ha. Rồi con này nè, pin này nọ ổn định hết nha. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G thì anh chị mua con này về cho bé xài học online này nọ ok nha. Giới thiệu điện thoại đi ha. Rồi, nó chạy phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB đây. Thì con này nó chạy cái chip là Kirin 710 nha. Rồi giá con này em sẽ đỡ lại giá cho anh chị giá 1.800.000 luôn nha. Giá 1.800.000 có một con điện thoại RAM 4 bộ nhớ 64GB, mình xài chơi game Liên Quân này nọ cũng được nha. Giá chỉ có 1.800.000, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là con Oppo A7 nha anh chị. Oppo A7 nha, màu xanh dương, màu xanh đen ha. Thì con này vân tay còn đầy đủ này, mặt trước mặt sau thì nói chung hình thức còn ok nha.
Đây, Oppo A7 nha, con này thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Pin con này thì 4230. Màn hình thì 6.2 inch nha, màn hình giọt nước. Rồi con này nó có bị chấm phản quang nha anh chị. Anh chị thấy trên màn hình của nó này có bị chấm phản quang như thế này ha. Nói chung thì không ảnh hưởng gì đến chức năng và tình trạng của máy hết nha anh chị, không ảnh hưởng gì hết ha. Rồi. Cảm ứng nhẹ nha anh chị. Đây, cam trước cam sau gì ok hết nha. Đây ha. Rồi giá của Oppo A7 thì em sẽ để lại cho anh chị cái con này giá 1.9 triệu thôi nha. Giá 1.9 triệu cho anh chị nè. Giá 1.9 triệu cho anh chị, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và một bộ sạc cho anh chị luôn ha. Đây, giá 1.9 triệu thôi nha, ngoại hình còn khá là đẹp. Nó mặt trong thì nó có hơi phản vàng xíu nha anh chị, giá 1.9 triệu thôi ha. Rồi tiếp theo là con iPhone 6 nha anh chị, iPhone 6 màu vàng gold nha. Đây. Thì con này ngoại hình của nó là còn khá là đẹp nha anh chị, còn khoảng 96% á, màu vàng gold, men zin màn zin nha anh chị. Đây men zin màn zin ha. iCloud thì em đã thoát ra rồi nha, anh chị mua về cứ đăng nhập iCloud của mình vô xài bình thường nha, bao reset dòng 1 dòng 2 cho anh chị nè. iPhone 6 thì con này cái dung lượng của nó là 16GB nha anh chị. Và pin của con này thì 100% nha, mới thay pin luôn, cho nên anh chị mua về xài yên tâm về pin bỏng nha. Bị mất vân tay nha anh chị, con này bị mất vân tay ha. Bỏ sim vô thì mình xài không vấn đề gì hết nha anh chị. Đây cam kiếp của nó này, rất là nét luôn. Đây ha. Rồi giá con iPhone 6 em sẽ đỡ lại giá cho anh chị, giá 1.4 triệu luôn nha. Thanh lý con 1.4 triệu thôi anh chị. Thì anh chị mua con này về xài làm máy phụ hay là mua về cho bé ôn học online cũng được nha. Rồi giá 1.4 triệu tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực này, một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị luôn nha. Giá chỉ có 1.4 triệu thì có một con điện thoại như thế này rất là ngon lành cành đào nha anh chị. Con này thì men zin màng zin hết luôn nha. Rồi tiếp theo là em có em thanh lý cái con Realme Sơ 21i nha anh chị. Realme Sơ 21i nha, màu xanh ngọc. Con này vân tay còn đầy đủ này, cam của nó là cam 4 cam nha anh chị. Màn hình thì 6.5 inch. Màn hình là giọt nước 6.5 inch nha. Con này thì pin khá là trâu nha anh chị, pin 5000 nha. Mình xài ứng dụng tất cả ứng dụng này nọ đều ok hết ha. Rồi giới thiệu điện thoại nè, Realme Sơ 21i nha anh chị. Thì con này RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp đây ha. Màn hình to 6.5 inch thì hợp với lợi mua về cho bé học online, chơi game này nọ thì khỏi phải bàn nữa nha anh chị. Thì con này nó chạy chip Snap là 665 ha. Rồi giá của con này thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 2.6 triệu luôn nha. Sale cho anh chị còn giá 2.6 triệu nha anh chị, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng da, một cái miếng dán cương lực và một bột sạc cho anh chị ha, giá 2.6 triệu ạ. Rồi tiếp theo là con Redmi Note 7 nha anh chị. Redmi Note 7 màu xanh dương nha. Thì con này ngoại hình của nó còn tương đối ok nha anh chị, tương đối ok nha. Cái kính cam của nó này có hơi bị trầy nha anh chị. Đây, có hơi bị trầy xước ha. Nói chung thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng camera hết nha anh chị. Đây em mở phần camera cho anh chị test luôn ha. Cam đây. Rồi camera của nó nha anh chị. Đây. Ok nha. Rồi cam trước cam sau gì ok hết nha anh chị. Pin con này thì 4000 nha. Xài 2 sim hỗ trợ sim 4G. Mấy con này mình mua về xài cho game Liên Quân này nọ ok á. RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha. Đây Redmi Note 7 nha anh chị. Rồi giá của Redmi Note 7 thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 2.1 triệu nha. Sale còn giá 2.1 triệu cho anh chị nha. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc cho anh chị ha. Giá chỉ có 2.1 triệu thôi nha anh chị. Riêng duy nhất ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý lại cho các anh chị là cái mấy cái dòng này thì thanh giá thanh lý nha. Đây
giá chỉ có 2,1 triệu thôi ạ. Rồi tiếp theo thì đây con Redmi 9T nha anh chị. Redmi 9T này, con này màu xanh dương. Thì bữa giờ em cũng, người ta cũng hỏi con này quá nhiều rồi, nhưng mà em dành đỡ lại cho anh kia tại anh cọc rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh không có nhận á, cho nên là em bán lại ha. Rồi con Redmi 9T này, con này thì cấu hình của nó RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Màn hình tới 6.5 inch ha. Thì con này pin của nó thì tới 6.000 nha anh chị, pin 6.000 luôn nha. Cam bọng này nè, ok hết nha anh chị. Đây, cam trước cam sau gì ok nha. Con này thì mình mua về xài chơi game Liên Quân này nọ thì rất là ok nha anh chị. Đây giới thiệu điện thoại này, Redmi 9T nha. Thì con này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đây ha. Rồi giá con này em sẽ sale lại giá cho anh chị là giá 2,6 triệu nha. Giá 2,6 triệu tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc cho anh chị ha. Giá 2,6 triệu ạ. Rồi tiếp theo là em có hai con Oppo A7 nha anh chị, màu vàng gold, một con thì đẹp ken ha, còn một con thì ngoại hình hơi xấu nha anh chị. Rồi em giới thiệu con đẹp trước nha. Đây. Oppo F7 này thì con này màn hình của nó thì 6.2 inch. Hình thức thì còn đẹp ken nha, vân tay còn đầy đủ này. Con này thì cấu hình là RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Đây RAM 4 bộ nhớ 64GB đây. Màn hình thì đẹp nha, không ám ố gì hết nha anh chị. Phiên bản Android thì 8.1. Thì con này nó chạy chip Qualcomm là 450 lỗi 8 nha. Nói chung thì cái chip này xài cũng rất là ok nha anh chị. Pin thì 4230. Đây, cam ghiếc này nè, ok hết nha. Rồi giá cái con Oppo A7 này thì em sẽ sale đỡ lại giá cho anh chị là giá chỉ có 2,1 triệu thôi nha anh chị. Giá 2,1 triệu thôi nha. Đây, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc luôn ha. Giá 2,1 triệu. Thì có một con đẹp, rất là đẹp như thế này nha anh chị. Rồi còn đối với cái con mà nó xấu hơn này, mặt sau thì có hơi nhăm trầy nha anh chị. Có nhăm trầy đây. Thì đây thì cái màn hình của nó cũng rất là đẹp nha. Màn hình hiển thị đẹp. Thì con này cấu hình RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Chức năng đều ok hết nha. Đây cam kiếp này nọ nha. Đây ha. Rồi giá cái con này thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 1,9 triệu thôi nha. Giá 1,9 triệu cho anh chị con Oppo A7 nha. Giá 1,9 triệu thôi ạ. Rồi tiếp theo là, rồi em giới thiệu con này đi nha. Đây là con Vivo Y50 nha anh chị. Vivo Y50 ha. Thì con này màu xanh ngọc. Hình thức của nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây rất là đẹp luôn. Anh chị mua con này về xài thì khỏi phải bàn nữa nha. Đây con này cực đẹp luôn. Bữa mà hết pin rồi hả? Rồi con này em đã quên sạc pin nha anh chị. Anh chị thông cảm nha. Anh chị nào mà thích con này thì cứ gọi Zalo, em sẽ gửi cái đoạn video test máy cho anh chị xem nha. Rồi em xin giới thiệu cái tổng quát cái con điện thoại này nha anh chị. Đây là Vivo Y50 ha. Thì con này cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 128GB nha. Thì pin 5000. Nói chung thì cấu hình như thế này thì mình xài rất là ok rồi nha anh chị. Đây. Cam kiếp nói chung thì mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Rồi giá của con Vivo Y50 thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 3 triệu 3 nha. Giá 3 triệu 3 thì anh chị cô chú nào mà mình thích cái con này thì cứ gọi Zalo cho em. Em sẽ gửi ảnh hay là gửi cái đoạn video cho anh chị xem luôn ha. Đây, giá 3 triệu 3 ạ. Rồi tiếp theo là em giới thiệu cho anh chị cái con dòng VMAX nha. Đây là VMAX B3 nha anh chị, màu xanh dương. Thì con này anh chị mua về cho bé xem YouTube này nọ ha. Để con này màn hình của nó thì 6 chấm nha anh chị. Màn hình 6 chấm nha. Cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Màn hình hiển thị cũng đẹp nha anh chị. Đây, không ám ố gì hết ha. Rồi pin của nó thì 3000, anh chị mua về cho bé xài coi YouTube này nọ thì nó bị đỡ đau mắt nha anh chị. Màn hình to 6 chấm luôn nha.
Rồi mình xài hai sim hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Rồi giá của con VMAX B3 này thì em sẽ sale đổi lại giá cho anh chị là giá chỉ có 700 ngàn thôi nha anh chị. Giá 700 ngàn cái con này ha. Rất là ok luôn nha. Rồi tiếp theo cái con cuối cùng luôn nha anh chị. Đây là Redmi 10 ha. Redmi 10 nè. Thì con này nói chung thì máy em thu lại của người dùng luôn nha anh chị. Của một người dùng luôn nha. Rồi con này máy là nguyên máy nguyên zin hết nha anh chị. Đây. Redmi 10 ha. Con này thì màu đen nha anh chị. Ngoại hình của nó còn rất là đẹp keng luôn nha. Đây, rất là đẹp keng luôn nè. Màn hình là màn hình chọt lỗ, màn hình tới 6.50 mấy inch rồi nha anh chị. Đây giới thiệu điện thoại ha. Thì Redmi 10 nè, con này RAM 6 nha anh chị, RAM 6. Bộ nhớ trong là 128GB luôn nha. Thì con này nó chạy chip là 665. Thì con này mình mua về xài chơi game Liên Quân thì nó rất là ok rồi nha. Đây. Pin 5000 nha anh chị, Redmi 10. Nguyên zin hết luôn nha. Đây. Còn trong hộp luôn. Rất là đẹp luôn. Thì anh chị thích cái con này thì cứ gọi điện cho em nha. Chốt nhanh con này nha anh chị. Rồi. Con này thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 3 triệu 6 thôi nha. Giá 3 triệu 6 con Redmi 10. Rất là đẹp, rất là xịn sò luôn nha. Máy nghiêng dinh nghiêng bắp luôn ha. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng cho anh chị ha. Và một bộ sạc ạ. Giá 3 triệu 6 nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu cho anh chị con này nữa đi. Đây là Realme C1 nha anh chị. Realme C1 nha. Đây, màn hình của nó là màn hình tai thở này, màn hình 6.2 inch nha anh chị. Thì màn hình hiển thị cũng rất là đẹp nha. Cái con này thì cấu hình RAM 2, bộ nhớ 16GB. Thì anh chị mua về xài và Zalo, Facebook, TikTok này nọ thì rất là ok nha anh chị. Cảm ứng nhạy nha. Pin thì 4000. Mình xài được hai sim, hai sóng hỗ trợ sim 4G luôn nha. Cam kiếp này nọ ok hết ha. Đây. Rồi cái mặt kính sau của nó này nha anh chị, nó có trầy nha. Kính sau của nó có trầy này. Thì anh chị mua con này thì em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một cái ốp lưng cho anh chị ha. Một cái miếng dán cường lực, ốp lưng và bộ sạc cho anh chị luôn nha. Giá sale chỉ có 1 triệu tư thôi nha anh chị. Realme C1 giá chỉ có 1 triệu tư mà đầy đủ phụ kiện cho anh chị ha. Rồi em xin dừng video ở đây nha anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại ha.